thì bên em sẽ tặng thêm cho anh chị một phần quà, đó là chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay siêu nhỏ nhưng mà độ sáng của nó sẽ rất là tốt. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Hiện nay thì một số chủ dự án, chủ đầu tư vẫn đang đi tìm kiếm cho mình một chiếc đèn năng lượng mặt trời tốt để lắp đặt cho những cái công trình dự án, những công trình của đường thôn xóm này, hoặc đường liên tỉnh, hoặc là anh chị lắp đặt cho trường học, bệnh viện, khu trang trại rộng lớn, khu đường đi của nhà máy, xí nghiệp. Đấy thì em đã từng gặp rất là nhiều những chủ dự án, chủ đầu tư khi mà xác định xuống tiền để mà đầu tư một bộ đèn năng lượng mặt trời, do là không tìm hiểu kỹ hoặc là ham rẻ thì mua phải những cái bộ đèn năng lượng mặt trời kém chất lượng, và sau đó rất là vất vả là phải tháo xuống rồi là sửa chữa rất là cực khổ. Đấy thì qua video này thì những anh chị nào mà muốn mua được đèn chất lượng đấy lắp lên mà có cái thời gian sử dụng đảm bảo thì có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của bên công ty Việt Nhật Solar, bởi vì là bên công ty em chuyên cung cấp, lắp đặt và thi công những cái dự án của chính phủ, dự án đường đi, dự án quốc lộ, đô thị anh chị ạ, và đèn đã được chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015 rồi anh chị nhé. Thì phía trước màn hình anh chị đang quan sát ở đây là bộ đèn năng lượng mặt trời với mã hiệu là đèn đường, hoặc là tên gọi của nó là đèn bàn chải, có cái công suất là 1000W. Thì sau đây em sẽ đi vào chia sẻ cho anh chị cùng xem là cái thông số kỹ thuật của đèn này như thế nào, về phần yêu cầu, về phần chiều cao lắp đặt này, thông số chip LED, thông số pin lưu trữ, kích thước tấm pin như thế nào. Sau đây xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu video. Đấy, thì anh chị có thể quan sát là phía trước màn hình này đang là đầy đủ của một bộ đèn. Và khi mà anh chị mua hàng của bên công ty em thì những cái loại giấy tờ về chất lượng hoặc là kiểm định về nguồn gốc xuất xứ CO, CQ hoặc là giấy tờ liên quan đến thuế VAT bên em đều cung cấp được hết anh chị nhé. Thì mua hàng của bên em ấy, anh chị sẽ nhận được hàng giao đến tận nơi, tận địa chỉ. Và bộ đèn này thì bên em bảo hành với thời gian là 5 năm anh chị nhé. Bảo hành 5 năm. Đấy, và một đổi một trong vòng 1 năm anh chị ạ. Đấy, chính sách này rất là tốt. Thì anh chị yên tâm là khi mà mình lắp lên cao, đèn luôn luôn sáng và có độ sáng rất là tuyệt vời. Bất kỳ ai mà nhìn thấy độ sáng của đèn này đều thích anh chị ạ. Thì hàng của bên em thì được đóng gói rất là cẩn thận. Bên trong thùng xốp sẽ là một cái lớp hộp đèn, và bên ngoài sẽ có logo thương hiệu độc quyền đến từ công ty đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật. Đấy thì anh chị quan sát giúp em đằng sau đây là logo thương hiệu độc quyền anh chị nhé. Tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường. Thì bộ đèn này bao gồm đầu tiên đó là về phần thân đèn này. Đây là phần thân đèn năng lượng mặt trời. Tiếp theo nữa thì sẽ đầy đủ những cái linh kiện phụ kiện để giúp cho anh chị có thể lắp đặt đèn lên cao. Đây là phần tay đỡ đèn hoặc gọi là giá đỡ đèn anh chị nhé. Tức là mình sẽ lắp đèn lên đây, lên phần đầu này, và phần đằng sau này mình sẽ bắt lên cột. Đấy, bắt lên cột với yêu cầu chiều cao lắp đặt thì là từ 6 đến 8 mét anh chị nhé, mà có thể lên đến 10 mét, độ sáng nó tỏa rất là rộng. Đây là về phần gọi là giá đỡ đèn. Còn đây là giá đỡ của tấm pin năng lượng mặt trời, cũng được làm với chất liệu là sắt rất là bền anh chị nhá, và được sơn tĩnh điện, sơn chống rỉ rồi, rất là bền anh chị ạ. Đấy. Thì tiếp theo nữa này, đó là phần hệ thống giá đỡ của phần tấm pin. Đấy, khi mà anh chị lắp lên cao ấy thì cái phần này mình lắp lên đây. Mình lắp lên cây, lên trên này, và phần này nó sẽ là phần đỡ của tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, thì những cái linh kiện phụ kiện này em xin phép là để ra bên ngoài như thế này. Thì khi mà anh chị đã xác định mà lấy đèn để lắp đặt cho dự án công trình ấy thì nó sẽ đầy đủ hết, anh chị không cần phải mua bất kỳ một vấn đề, một cái linh kiện hoặc là một cái chi tiết nào khác đâu. Đấy, đây sẽ là một cái điều khiển từ xa anh chị nhá, điều khiển từ xa, và ốc vít dùng để lắp đặt đèn, và kèm theo sẽ là một phiếu bảo hành của bên công ty với thời gian là 5 năm. Đấy, và một đổi một, lỗi độ một đổi một trong vòng 1 năm anh chị nhá. Đấy, chính sách bảo hành rất là tốt. Đây là phiếu bảo hành của bên công ty em, sẽ bao gồm là địa chỉ công ty này, địa chỉ của trung tâm bảo hành, logo thương hiệu độc quyền. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đi vào và chia sẻ chi tiết về phần thông số kỹ thuật của đèn và tấm pin để cho anh chị cùng hiểu. Thì những anh chị nào mà lấy về lắp cho dự án công trình, hoặc là mua lắp đặt cho sân vườn rộng lớn, những khu biệt thự, những khu nghỉ dưỡng, những homestay, căn villa mà yêu cầu lắp đặt những bộ đèn này để cắt giảm bớt cái chi phí tiền điện, thì anh chị hãy chú ý về phần thông số kỹ thuật anh chị nhé. Mua đèn năng lượng mặt trời thì đừng có để ý đến số watt, mà hãy để ý đến thông số kỹ thuật. Đấy. Thì trước hết về phần đèn thì anh chị có thể quan sát là đèn có tông màu sử dụng là tông màu ghi này, nó rất là đẹp anh chị nhé, rất là đẹp. Thì cái chất liệu của vỏ đèn này nó liên quan đến tuổi thọ của đèn. Thì chất liệu của vỏ đèn này được làm với chất liệu là vỏ nhôm đúc nguyên khối anh chị nhé. Vỏ nhôm đúc nguyên khối, và nó thiết kế những cái đường rãnh tản nhiệt này rất là sâu và rãnh rất là to, thì nó sẽ giúp cho đèn tản nhiệt được nhanh hơn,
khi mà chip LED nó nó phát sáng thì nó sẽ tỏa ra một cái lượng nhiệt khá là nóng, và nếu như không được giải phóng thì đèn nó sẽ bị om nhiệt thì nó sẽ gây hỏng hóc đến chip LED, gây hao pin. Thì cái chất liệu bằng nhôm này nó sẽ giải quyết vấn đề đó anh chị nhé. Và tiếp theo đó là chất liệu bằng nhôm thì khi treo ở ngoài trời nó không ngại về vấn đề nắng mưa hoặc là những cái loại khí hậu khắc nghiệt, nó sẽ rất là bền anh chị nhé. Nắng mưa không quan trọng anh chị, bởi vì cái đèn này khi mà sinh ra về cái phần thiết kế là nó phải lắp ở ngoài trời rồi chứ không lắp được ở trong nhà. Lắp ở trong nhà thì có những khách hàng người ta chế cháo vẫn có thể lắp được, nhưng mà bộ đèn này thì nên lắp ở ngoài trời anh chị nhé. Nó là đèn ở ngoài trời, đèn đường đi, đèn sân vườn, đèn công trình, đèn dự án. Đấy là về phần chất liệu của vỏ đèn liên quan đến tuổi thọ, đó là vỏ nhôm đúc nguyên khối. Đây, thiết kế mặt đèn cũng rất là đẹp, bao gồm là logo thương hiệu độc quyền của bên công ty Việt Nhật Solar anh chị nhé. Anh chị nhìn kỹ cho em cái phần logo thương hiệu này này. Đây là logo thương hiệu độc quyền và tên của sản phẩm này là đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar với mã hiệu là 1000W anh chị nhé. 1000W. Đây, những cái đường rãnh tản nhiệt này cũng được làm rất là xịn và rất là sang. Cái đèn này nhìn nó rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp. Thì anh chị hãy quan sát giúp em này, cái phần này là phần quyết định đến cái độ sáng của đèn, tức là cái phần chip LED này này. Thì đây là cái loại chip LED được lắp đặt là LED 5054. Loại chip LED với cái hiệu suất ánh sáng nó rất là tốt và tuổi thọ rất là bền, có thể chiếu sáng tối đa được là trên 50.000 giờ. Ở trên thị trường hiện nay thì những mẫu đèn năng lượng mặt trời bàn chải với giá bình dân thì người ta chỉ lắp đặt cái loại LED bình dân thôi và độ sáng nó chỉ đạt ở mức bình thường. Nhưng đối với những mẫu đèn năng lượng mặt trời dự án này thì bên công ty em đã yêu cầu là lắp đặt đèn năng lượng bộ chip LED này là LED 5054. Anh chị nghe rõ giúp em là LED 5054. Với hiệu suất ánh sáng nó rất là tốt, bao gồm là 100 chip LED anh chị nhá. 100 chip LED. Và em cam kết với anh chị là với yêu cầu chiều cao lắp đặt là từ 6 đến 8 mét đèn có thể phả sáng, với diện tích chiếu sáng dao động từ 300 đến 400 mét vuông rất thoải mái. Khoảng cách từ cột này đến cột kia dao động từ 20 đến 25 mét. Anh chị ạ, 20 đến 25 mét. Anh chị lắp cho dự án anh chị yên tâm một điều là buổi tối bật lên thì rất là sáng, nó sáng rất là tuyệt vời. Hãy trải nghiệm một lần anh chị nhé. Các chủ dự án, chủ đầu tư xem được video này hãy liên hệ trực tiếp đến bên em để đặt mua sản phẩm. Đấy là 100 chip LED trên đèn thì sẽ cũng có là hiển thị vạch báo pin bên ngoài để anh chị có thể nắm bắt được là đèn hiện tại đang được sạc pin hay không. Đấy, thì đây là về phần thông số của chip LED này, chất liệu của vỏ đèn. Và cái phần quan trọng nhất của một bộ đèn năng lượng mặt trời mà liên quan đến thời gian chiếu sáng, đó chính là phần pin lưu trữ. Thì cái này nó quyết định là cái thời gian chiếu sáng nó có được xuyên đêm hay không này, nó có được 12, 13, 14, 15 tiếng hay không. Nó chính là nằm ở phần này. Đây chính là phần khối hộp chứa những cái viên pin lưu trữ bên trong. Thì điều đặc biệt của chiếc đèn năng lượng mặt trời 1000W này, bên em không sử dụng loại pin tròn mà sử dụng loại pin khối, pin LiPo4. Cái này anh chị có thể search ở trên Google. Pin LiPo4 này nó có một cái tính năng vô cùng đặc biệt, đó là nạp nhanh xả sâu. Tức là nạp thì rất là nhanh, còn xả ra nó xả rất là chậm, nên là cái thời gian chiếu sáng của đèn luôn luôn được đảm bảo anh chị nhé. Đấy, anh chị yên tâm một điều là như vậy. Thì để anh chị có thể yên tâm hơn ấy, em sẽ mở ra để cho anh chị cùng kiểm tra cái khối pin bên trong. 66.000 mAh anh chị nhé. 66A, tức là 66 Ampere, tương xứng với 66.000 mAh. Em cam kết với anh chị là chỉ trong 100 chip LED này thì cái dung lượng pin này nó sẽ đủ sức để cho chip LED này tỏa sáng, phát sáng với thời gian liên tục là trên 12 tiếng anh chị nhé. Sáng rất tốt anh chị ạ, sáng tốt lắm. Nên là anh chị hãy trải nghiệm và hãy sử dụng nó một lần, lắp đặt cho khuôn viên nhà mình, sáng vô cùng tuyệt vời luôn anh chị nhé. Đấy, khi nào mà lắp lên thì ví dụ như nhà mình có tiệc này, nhà mình có cỗ bàn gì thì sân vườn, sân bãi nó luôn luôn sáng sủa anh chị ạ, nó rất là tuyệt vời anh chị nhá. Đấy, bây giờ em sẽ mở ra để cho anh chị cùng xem những cái gì bên trong của chiếc đèn này. Ngay từ bên hộp của vỏ đèn nó đã có cái cụ thể về cái thông số kỹ thuật này, này 66.000 mAh anh chị nhá. Và dòng pin đấy là pin LiPo4 này, rất là cụ thể luôn. Bây giờ em sẽ mở bốn con ốc này ra này, và sau đó mở cái lớp đằng sau ra cho anh chị xem này. Và đây chính là cái dung lượng pin ở bên trong anh chị nhé. Đây, đấy, pin này là pin 3,2V và cái tổng dung lượng của nó là 66A, tức là 66.000 mAh. Và pin được sản xuất vào tháng 3 năm 2024. Đấy, pin mới hoàn toàn luôn anh chị nhé. Pin khối này, đây là lớp gioăng cao su để chống nước và chống bụi bẩn anh chị này. Đấy, đằng sau đây sẽ có những cái mối hàn bản mạch. Và chất liệu của vỏ đèn được làm là vỏ nhôm đúc nguyên khối đấy ạ. Đấy, vỏ nhôm đúc nguyên khối ấy, anh chị có thể nghe rất là rõ luôn anh chị nhé. Đấy, như thế này thì cái dung lượng này nó rất là tốt cho bộ đèn này.
và rất là ít đơn vị người ta dám cho khách hàng xem như vậy. Đấy, thì từ cái việc này anh chị có thể cân nhắc xem là có nên lựa chọn Việt Nhật Solar là đơn vị mua hàng hay không anh chị nhé. Tiếp theo là đến tấm pin năng lượng mặt trời, thì để có thể là sạc đủ được cho cái dung lượng là 66.000 mAh thì bên nhà em đã cung cấp và trang bị cho chiếc đèn này với một tấm pin năng lượng mặt trời là mã hiệu là tấm pin mono anh chị nhé, tấm pin mono. Thì ở trên thị trường có hai loại tấm pin là tấm pin poly và tấm pin mono. Tấm pin poly thì với cái phân biệt ở đây nó là màu xanh, đấy, màu xanh dương đậm ấy. Còn nếu mà tấm pin mono thì anh chị quan sát nó sẽ có một màu đen đều như thế này. Thì hiệu suất sạc vào những hôm thời tiết không có nắng thì nó sẽ rất là tốt. Nó sẽ có hiệu suất sạc tốt hơn so với tấm pin poly anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ đo cho anh chị cùng xem về kích thước của đèn và kích thước của tấm pin. Đầu tiên là về kích thước của phần đèn trước anh chị nhé. Về phần chiều rộng của mặt đèn, em đo ở đây là đo tất cả luôn anh chị nhé. Chiều rộng của mặt đèn đạt được là 23cm anh chị ạ, 23cm này. Còn về phần chiều dài của đầu đèn này, chiều dài của đầu đèn nó sẽ đạt được ở đây là 58cm. 58cm. Tiếp theo là sang đến kích thước của tấm pin. Tấm pin năng lượng mặt trời này nó đạt được về phần chiều dài là 67cm anh chị nhé. 67cm này. Và về phần chiều rộng của tấm pin thì nó sẽ đạt được là 64cm đây anh chị nhé. Cái này thì khi nhận hàng anh chị vui lòng là kiểm tra thực tế giúp em. Mình có thể lấy thước mình đo, nếu không chuẩn mình có quyền trả về anh chị nhé. Thì anh chị quan sát này, tấm pin năng lượng mặt trời mono thì nó cực kỳ chất lượng luôn anh chị nhé. Những cell pin được xếp cực kỳ dày, khít nhau và được làm rất nhiều sợi quang học được phủ trên bề mặt này. Khi nó tiếp nhận ánh sáng nó chuyển hóa từ quang năng thành điện năng nó rất là nhanh. Đây anh chị nhỉ. Đấy, nó sạc rất là nhanh. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời mono. Đấy, về phần khung nhôm cũng được làm rất là chỉn chu này. Đấy, rất là dày anh chị nhá, rất là dày. Nên là rất là bền. Anh chị yên tâm một điều là khi mình treo ở ngoài trời nó vô tư luôn anh chị nhá. Đây. Đây là phần đằng sau của tấm pin năng lượng mặt trời mono của chiếc đèn bàn chải 1000W với công suất là 60W anh chị nhá. 60W, điện áp của nó hiện tại là 6V và cường độ dòng điện của nó là 10A. Nó sạc rất nhanh anh chị ạ. Và đây là phần dây nối này, dây cũng được làm rất cắm rất xịn anh chị ạ. À, đây là toàn bộ về phần thông số kỹ thuật của đèn và thông số kỹ thuật của tấm pin năng lượng mặt trời. Nếu anh chị nào mà là chủ dự án, chủ đầu tư đang có những cái ý gặp phải những cái hợp đồng, những dự án khắt khe về chất lượng thì hãy liên hệ trực tiếp đến bên em để đặt mua sản phẩm này anh chị nhé. Đấy, thì đi kèm theo đèn sẽ có thêm một chiếc điều khiển từ xa như này anh chị nhé. Anh chị có thể bật tắt đèn theo ý muốn của mình một cách rất là thoải mái với yêu cầu chiều cao lắp đặt từ 6 đến 8 mét. Anh chị ạ, từ 6 đến 8 mét. Đấy thì vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết rồi để cho mình có thể nắm được về thông số kỹ thuật. Đấy thì sau đây em sẽ báo giá cho anh chị cùng xem về giá bán của sản phẩm này. Thì đối với bộ đèn năng lượng mặt trời mẫu 1000W đèn dự án công trình đấy, có mã hiệu là BC1000 thì hiện tại bên công ty điện năng lượng mặt trời Việt Nhật đang có giá bán là 2.100.000 anh chị nhé. Tại thời điểm tháng 8 của năm 2024, bất kỳ anh chị nào mua bộ đèn này thì sẽ có mức giá là 2.100.000. Giá này là giá miễn phí ship vận chuyển và khi nhận hàng anh chị có quyền kiểm tra và test thử hàng thực tế về chất lượng của sản phẩm, test thử về thông số kỹ thuật. Nếu đúng như video đã công bố thì anh chị mới nhận hàng. Còn nếu không đúng, anh chị có quyền trả hàng về một cách rất là đơn giản. Ở bên em sẽ không có bất kỳ một ý kiến gì. Anh chị yên tâm một điều là giao hàng, nhận hàng là được kiểm tra trước khi thanh toán anh chị nhé. Đấy, còn nếu mà anh chị nào là lấy vào dự án, lấy lắp đặt cho số lượng lớn, anh chị là đại lý, anh chị là nhà phân phối mà muốn liên kết với bên Việt Nhật, hãy liên hệ trực tiếp với hotline đang chạy trên màn hình. Em sẽ báo giá tốt hơn nữa để cho anh chị cùng lấy số lượng lớn, cùng đẩy mạnh thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật ra ngoài thị trường để đẩy xa, để bỏ, để cho khách hàng người ta bỏ đi những cái suy nghĩ là mua đèn giá rẻ anh chị nhá. Đèn rẻ không bao giờ tốt đâu anh chị ạ. Đấy, và cái này thì em muốn chia sẻ thêm này là nếu mà anh chị nào mà mua hai bộ đèn này nhá, anh chị nào mà mua hai bộ đèn năng lượng mặt trời mẫu bàn chải 1000W này á thì bên em sẽ tặng thêm cho anh chị một phần quà, đó là chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay siêu nhỏ nhưng mà độ sáng của nó sẽ rất là tốt. Mình đi đâu làm gì vào buổi tối mình có thể cầm đi mang đi để mà chiếu sáng và đặc biệt nó có thể sạc được điện thoại. Đây là những cái chính sách rất là tốt dành cho khách hàng vào thời điểm tháng 8 của năm 2024 trước ngày dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến bên em. Đấy, thì sau đây em sẽ mời toàn thể quý anh chị cùng xem độ sáng thực tế của đèn.
Em sẽ test vào buổi tối cho anh chị cùng xem là nó tốt như nào anh chị nhé.